Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ghi dấu ấn với thành tích học tập vượt trội, em Nguyễn Thị Trà My, học sinh lớp 12A6, trường Trung học phổ thông Trưng Vương, huyện Văn Lâm, còn năng nổ, gương mẫu trong các hoạt động đoàn, phong trào của trường. Vì vậy, trong năm học 2020-2021, Trà My vinh dự là học sinh duy nhất của Hưng Yên được trao tặng danh hiệu học sinh 3 tốt cấp trung ương. Với những thành tích nổi bật như đạt giải nhì, học sinh giỏi, môn tin học năm học 2020-2021, giải khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ 3, giải nhì, cuộc thi đường lên đỉnh Olympia tuần 3 quý 2, giải 3 cuộc thi tin học trẻ tỉnh tháng 12 năm 2021. Trà My đã vinh dự là học sinh duy nhất của Hưng Yên được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu học sinh 3 tốt cấp trung ương. Bạn Trà My là một lớp trưởng rất là gương mẫu, luôn tích cực tham gia các phong trào lớp với cả phong trào nhà trường. Bạn rất là có trách nhiệm với lớp, luôn giúp đỡ bọn em trong học tập và bạn ấy còn đưa ra những cái lời khuyên, tư vấn cho bọn em về việc học này, những cái dự định ở trong tương lai. Bạn luôn đạt kết quả cao trong hầu hết các môn. Đặc biệt em ấn tượng nhất với bạn Trà My là với cương vị là lớp trưởng thì tất cả những cái hoạt động trong lớp bạn đều điều hành và càng đáng rất là chu đáo. Đó chính là lời nhận xét của các bạn trong lớp 12A6 về lớp trưởng Nguyễn Thị Trà My. My cũng là một bí thư chi đoàn rất tích cực tham gia các phong trào do nhà trường phát động, năng nổ trong phong trào thanh niên và hoạt động tình nguyện. Bạn ấy không chỉ có những cái kỹ năng về xã hội mà bạn ấy có rất là giỏi công gia tránh. Ví dụ như là bạn ấy cũng có tham gia cái cuộc thi cắm hoa và bạn ấy đã giành được giải nhì trong đợt do đoàn trường tổ chức. Trà My là một cô bé rất là đáng yêu, rất là năng động. Trong các phong trào hoạt động đoàn thì bạn rất là sôi nổi và nhiệt tình. Bạn cũng thường hay có những cái đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm học tập cho các bạn. Trà My là một học sinh rất là đặc biệt. Em ấy không chỉ học tốt các môn tự nhiên như môn toán mà các môn xã hội hoặc các môn ở lĩnh vực khác em cũng rất là quan tâm. Bên cạnh đấy thì Trà My lại còn là một lớp trưởng rất là năng nổ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao. Em sẽ tìm cách để mình giải tỏa áp lực một xíu như là làm những đồ handmade hoặc là em chỉ ngồi gọi là nhắm mặt nghỉ ngơi thôi hoặc là tập thể thao. Ngoài ra thì tham gia các hoạt động do đoàn trường tổ chức để em có thể thư giãn, rèn luyện nhiều kỹ năng và khám phá được nhiều hơn những cái tiềm năng của bản thân. Ngoài ra thì đó là cơ hội để tập thể lớp em trở nên gắn kết hơn.